Một phụ nữ mang thai đang cầu nguyện, đột nhiên bụng cô truyền đến cơn đau dữ dội, xem ra đứa bé sắp ra đời rồi. Cô ấy quyết định sinh con tại đây, không ngờ đứa trẻ vừa chào đời đã có một đám sói xám mò đến. Chúng ngửi được mùi máu, càng ngày càng tiến lại gần. Người mẹ không biết phải làm sao, bắt đầu cầu xin tam thần phù hộ, sau đó yếu ớt ngã xuống đất. Lúc này tam thần cuối cùng đã hiện thân rồi. Bà là một trong ba tam thần, là người nắm giữ sinh mệnh con người. Bà dậm một chân xuống, lập tức một luồng sáng tỏa ra, thanh tẩy mọi thứ, đám sói hoang đều từ từ lùi bước. Đây là bộ phim Hàn Quốc thể loại huyền huyễn Red Sky mới ra mắt, nữ chính là Hong Chun Ji vô cùng xinh đẹp. Cảnh tượng này, hiệu ứng này, hoàn toàn có thể là bộ phim kinh điển. Lúc này, Thái Thượng Hoàng đang ngồi ở một khu vô cùng hoang vu hẻo lánh tiến hành nghi thức. Thái Thượng Hoàng ngồi bên trên bị trói khắp người vì muốn để người đạo sĩ này rút ra thần kiếm cổ, muốn đả thông mạch tượng của ông, từ đó ép Ma Vương vị thần chết chóc, là một trong tam thần. Sau một hồi làm phép và triệu hồi của đạo sĩ, Ma Vương xuất hiện rồi. Hắn thân cao vạn trượng, vô cùng hung hãn, căn bản không coi đám người bên dưới ra gì. Cho dù đạo sĩ đã sử dụng thanh gươm để khắc chế hắn, nhưng vẫn không có tác dụng. Thấy Ma Vương đang muốn thoát ra ngoài, vị thần sinh mệnh cuối cùng cũng xuất hiện. Đột nhiên gió bão nổi lên, luồng ánh sáng kia lại xuất hiện. Ma Vương để lại ba lời nguyền, một trong ba điều đó chính là nguyền rủa họ vĩnh viễn phải chịu hạn hán và nghèo đói. Chồng của người phụ nữ mang thai ban nãy là một họa sư cấp cao, bức tranh phong ấn Ma Vương chính là do ông ta vẽ. Ông ta vừa bước ra khỏi phòng cũng phải chịu lời nguyền của Ma Vương, miệng lập tức phun ra máu, sau đó ngã xuống đất. Cuối cùng, tam thần hợp lực cùng đạo sĩ phong ấn tên Ma Vương vào trong bức họa của Thái Thượng Hoàng. Tam thần nhìn đứa trẻ trước mắt mình, biết được kiếp này của cô sẽ rất trông gai, liền quyết định giúp cô bé tìm người giải lời nguyền. Tam thần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một vì sao bay vụt qua. Hôm đó cũng là ngày mà Hazam ra đời. Lúc này, cha của Hazam vừa giúp hoàng thượng phong ấn Ma Vương, cứu sống bách tính thì bị hoàng thượng ra lệnh giết người diệt khẩu. Hóa ra giữa đạo sĩ và phù thủy chỉ có thể giữ lại một người, hoàng thượng lựa chọn giữ lại điện xe Ong Su tiếp tục phò tá. Đạo sĩ nhanh chóng ra lệnh cho thuộc hạ chia ra tháo chạy, sau đó bản thân dụ đám lính chú ý vào mình, cuối cùng bị dồn đến vách núi. Ông một lòng vì hoàng thượng, vì bách tính nhưng nhận lại là những điều này. Quân binh không muốn nhiều lời, trực tiếp chém vào cánh tay đạo sĩ. Đạo sĩ quyết định nhảy xuống vách núi, lòng người đúng là sâu thâm, so với vách núi sâu ngàn thước này còn đáng sợ hơn rất nhiều. 9 năm sau, muôn dân bách tính rơi vào lầm than, nạn đói đã trăm năm không xuất hiện nay lại hoành hành, hạn hán xuất hiện trên toàn quốc. Ở thời kỳ dựa vào trời mới làm ra thức ăn này luôn có những con người khác lạ làm điều khác lạ. Ví dụ như đứa trẻ này dựa vào cảm nhận sức mạnh của nước, chỉ một lát sau đã đưa người dân trong thôn đi đào được một nguồn nước quý giá. Phù thủy vừa định ra ngoài thì nhìn thấy vị đạo sĩ năm nào. Hóa ra khi đó ông căn bản chưa hề chết, sau đó tìm một nơi yên bình sống qua ngày. Phù thủy bước vào tìm. 9 năm trước muốn cái mạng của ông, 9 năm sau lại muốn mang con trai của ông đi, cướp đi công lao, đúng là nực cười. Đất nước đã hạn hán nhiều năm rồi. Cút ra ngoài. Thần lực của bà tăng lên không ít nhỉ. Lúc này, đứa trẻ mà người phụ nữ mang thai kia sinh ra cũng đã lớn khôn. Cô tên Hong Chun Ji, cha của cô mặc dù không chết nhưng lại mắc bệnh điên, lúc ổn lúc điên, bản thân cô đã mất đi đôi mắt từ lúc mới sinh. Đạo sĩ không đấu lại được phù thủy chỉ có thể đi cùng bà ta. Trên đường trở về cung, cha của Chun Ji đột nhiên phát bệnh. Tuyệt đối không được nhìn vào mắt. Cái này hình như là linh khí của Ma Vương. Xin hãy dừng lại. Lúc này, đạo sĩ nhận ra cha Chun Ji vẫn còn sống, ông ấy chính là vị họa sư cấp cao năm xưa. Trong lúc nói chuyện, hai người đều nói hai đứa trẻ cùng nhau ra ngoài chơi. Chun Ji ngồi xuống đất vẽ tranh, bởi vì không có thị lực nên không biết hình dáng của những vì sao. Hazam cầm lấy tay cô, giúp cô vẽ ra hình dáng thật sự của một ngôi sao. Khi hai người đi qua một con phố thì gặp được một bà lão. Bà lão tặng cho Hazam một miếng ngọc bội hồ điệp, nói có thể cậu sẽ dùng đến nhưng ngọc bội ngay lập tức đã biến mất. Bà nói, không ngờ lại gặp nhau sớm như vậy, xem ra cuộc hội ngộ giữa hai người là bắt buộc xảy ra, là duyên phận, cũng là vận mệnh. Hai đứa trẻ thấy đói liền vào trong rừng hái đào, Hazam không cẩn thận rơi vào lòng Chun Ji. Lúc này, việc chúng trộm đào đã bị phát hiện. Sau đó hai đứa trẻ sốt sắng chạy trốn, Chun Ji không nhìn thấy gì, bất cẩn ngã xuống đất. Hazam nhìn thấy, quyết định cõng cô về nhà. Chun Ji và Hazam hẹn nhau ngày mai sẽ lại cùng nhau đi hái đào. Buổi lễ lập đàn cầu mưa đã bắt đầu. Hazam mặc bộ chính phục, đi đến chiếc chung nước, cùng thực hiện nghi lễ với mọi người. Lúc này trên bầu trời xuất hiện những đám mây đen xám xịt. Cha của Hazam phát hiện có điều gì đó không đúng, đây là nghi lễ của người sống. Hãy quy phục. Hóa ra, chúng muốn lấy đứa trẻ này làm vật tế. Mặt khác, con trai thứ hai của hoàng thượng cứ như chúng phải tà, dám to gan thiêu dụi bức tranh phong ấn Ma Vương. Lần này, Ma Vương một lần nữa hiện thân rồi. Hắn lao ra khỏi cửa, nhập vào cơ thể của Hazam. Cùng với tiếng niệm của phù thủy, gió bão nổi lên tứ phía. Chính vào khoảnh khắc Hazam sắp bị Ma Vương nuốt chửng, một tia sét đánh xuống. Hazam và Chun Ji ở nơi khác đồng thời cùng rơi xuống nước. Hình hồ điệp phía sau cổ Hazam một lần nữa xuất hiện. Hóa ra tam thần vì sự sinh tồn của con người đã cố ý dẫn dụ Ma Vương vào trong cơ thể của Hazam. Bà lấy đi đôi mắt là nguồn gốc sức mạnh của Ma Vương, sau đó đặt vào trong đôi mắt của Chun Ji để cô bảo quản.
Từ đó, Hazam không còn nhìn thấy gì nữa. Chunji ngược lại đã lấy lại được thị lực. Đây là lần đầu tiên Chunji nhìn rõ thế giới, cũng là khoảnh khắc đầu tiên cảm nhận được giọt mưa rơi xuống. Cô gái vừa giúp ông ta sao chép xong bức tranh, cô muốn đi nhưng bị con dao giết lợn cản lại, cô chính là Chunji đã trưởng thành. Sao ngài lại nói như vậy chứ? Chunji không chút sợ hãi, nếu ông cần vậy cứ chặt tay tôi đi. Nhưng nếu làm như vậy, biển hiệu của ông sợ là sẽ không giữ được nữa. Chunji đang dọa ngược lại. Người đàn ông cảm thấy rất thú vị nên quyết định tha cho cô. Lúc này, người đàn ông đứng sau cánh cửa đã nghe thấy tất cả, anh chính là Hazam khi đã trưởng thành. Có điều anh không hề xuất hiện. Khi Chunji định rời đi thì phát hiện người đàn ông phía sau cửa, có chút cảm giác quen thuộc. Cô muốn bước vào xem nhưng lại bị ông chủ đuổi ra ngoài. Hóa ra Chunji giúp người khác sao chép tranh chính là vì muốn chữa bệnh cho cha. Cô dùng 52 đồng khó khăn lắm mới có được mua một viên thuốc quý cho cha uống nhưng lại bị anh chàng bên cạnh chỉ trỏ trỏ, nói cô bị lừa rồi. Chunji trực tiếp đánh vào đầu anh ta một cái, nói xấu sau lưng người khác là không tốt đó biết không. Lúc này bà lão nhìn thấy tranh mà Chunji vẽ, muốn mua lại nhưng cha cô nhất quyết không bán. Bà đến bên Chunji, nói một câu, cô sẽ bước lên chiếc kiệu. Sau đó bà lão vui vẻ chạy đi. Chiều hôm đó, khi Chunji quay về đã lén nghe được viên thuốc kia là giả, cô liền lao vào trong vừa khóc vừa hỏi ông ta tại sao lại lừa mình. Ngày hôm sau, quan binh đi đến, có người báo án nói ông chủ bán tranh giả nên họ đã mời đến một họa sư đến kiểm tra. Đây là giả. Mày nói cái gì? Sao lại có con bọ đậu trên cành trúc chứ? Giấy này cũng là mua ở tiệm đối diện. Dưới này còn có cả con dấu nữa nè. Hóa ra tất cả những chuyện này là do Chunji và người bạn làm, mục đích chính là muốn báo thù ông ta. Mặt khác, Hazam mặc dù đã mất đi đôi mắt nhưng đã đường hoàng làm quan. Lần này cha của anh đã thực sự bị hoàng thượng giết rồi. Hoàng thượng hỏi anh có còn nhớ những chuyện trước đây không, Hazam liền nói mình đã quên hết rồi. Anh đã chịu đựng, nhẫn nhịn bao năm nay chính là vì muốn đánh trận đánh cuối cùng, mối thù giết cha sao có thể quên được chứ. Lúc này, ông chủ tiệm tranh chỉ mới bước vào nhà giam đã đường hoàng đi ra, xem ra đã tiêu tốn không ít tiền. Chúng điên cuồng đuổi theo Chunji, muốn tính sổ với cô. Lúc này, Hazam đang ngồi kiệu, chuẩn bị ra khỏi thành, không ngờ Chunji trực tiếp bước vào trong kiệu. Khoảnh khắc đó, Hazam ngửi được mùi hương quen thuộc năm xưa, có điều vì anh đã mất đi đôi mắt nên không nhận ra cô. Và Chunji vì hồi nhỏ mất đi thị lực nên cũng không nhìn thấy hình dáng của Hazam. Kiệu đi được một đoạn khá xa, hai người bắt đầu trò chuyện. Đột nhiên kiệu bị mất thăng bằng, Hazam đột nhiên lao về phía Chunji, khoảnh khắc tay anh chạm vào cô, hình hồ điệp phía sau cổ cũng lập tức phát sáng. Chiếc kiệu lại mất thăng bằng, Chunji trực tiếp ngã vào lòng Hazam. Cái kiệu này đúng là... Đột nhiên Hazam cảm thấy cơ thể vô cùng khó chịu nên ra lệnh cho thuộc hạ nhanh chóng dừng kiệu, đưa Chunji ra ngoài. Chưa đi được bao lâu, bên trong chiếc kiệu đã có một ám khí màu đen bay ra, sau đó trực tiếp phá tung chiếc kiệu bay lên trên, chính là ma vương đã xuất ra khỏi người Hazam. Đây là hai tập đầu của bộ phim tình cảm huyền huyễn Hàn Quốc Red Sky mới ra mắt, nghe nói những tập sau còn kịch tính hơn. Nữ chính chính là Kim Jo Jung xinh đẹp tuyệt trần. Từng hình tượng khắc họa chi tiết, từng hiệu ứng tỉ mỉ và tình tiết tình cảm đan xen chắc chắn sẽ giúp bộ phim mang lại thành công nhất định.